Kính thưa quý vị, ông Bill Yost, tác giả của bài viết nói về Donald Trump. Ông nói tiếp rằng là rất nhiều người đảng Dân Chủ gọi ông Tổng thống Donald Trump là một tên hề ở trong tòa Bạch Cung. Nhưng mà chính cái ông hề này đã đem lại nền hòa bình cho nhân loại. Trong suốt 71 năm qua, tình hình ở Trung Đông rất là biến động. Nay chém giết, mai đặt bom, mốt là diệt Do Thái với Ả Rập. Vậy mà Tổng thống Eisenhower cũng đã từng mơ là sẽ giải quyết được cái lò đạn ở Trung Đông. Nhưng suốt 71 năm qua không ai làm được gì, ngoại trừ tuyên truyền và phe của Hồi giáo, trong đó có Iran, trong đó có các quốc gia Hồi giáo quá khích đòi muốn tiêu diệt Do Thái, mới tạo ra khối Palestine, ở trong đó có khối gọi là khủng bố Hamas. Vậy mà Tổng thống Donald Trump chưa đầy 4 năm đã làm một cái hành động lịch sử cho cộng đồng nhân loại. Đó là đã đem một cái hợp đồng hòa bình cho Do Thái và 3-4 quốc gia Ả Rập, từ UAE, đó là Tiểu Vương quốc Liên hiệp Ả Rập, cho đến Bahrain và cho đến Qatar, và bây giờ đang sắp sửa Saudi Arabia, tạo nên một cái đời sống hòa bình. Tàu bay của Do Thái đã đến phi trường của Qatar, Bahrain để làm ăn và buôn bán, chấp nhận nền hòa bình thực sự cho hai dân tộc Do Thái và Ả Rập, là những kẻ thù không đội trời chung của giới đời các tổng thống trước, dù Cộng Hòa hay là Dân Chủ. Ngay cả ông Carter là một người nhượng bộ để tăng, để nhượng bộ cho Cộng sản, nhượng bộ cho Ả Rập. Bằng chứng là Đảng Dân Chủ đã từng tiêu diệt chế độ quân chủ của Iran là ông King Shah, là một đồng minh lâu đời của nước Mỹ. Vậy mà Carter cũng đã lờ đi để cho họ tiêu diệt nước King Shah của Iran và đưa anh già khùng điên Khomeini về chấp chính. Cuối cùng, Iran cũng vẫn bắt những cái tên gọi là nhân viên ngoại giao của Tòa Đại sứ Mỹ ở Tehran nhốt trên 400 ngày. Cuối cùng phải đợi đến ông Tổng thống Ronald Reagan tuyên bố rằng khi ông lên cầm quyền mà Iran không thả những nhân viên ngoại giao của Mỹ sẽ có chiến tranh. Cha con Iran hoảng hốt và phải thả gấp. Nhưng mà rồi tình trạng của Do Thái vẫn là bị Iran và Ả Rập thù hận. Cho nên chính anh tặng Tổng thống Ahmadinejad của bên nước Iran cách đây hơn 10 năm từng tuyên bố rằng phải tiêu diệt Do Thái, xóa bỏ bản đồ trên thế giới của quốc gia Do Thái Israel. Đây là một cái công lao mà của Đảng Dân Chủ gọi Tổng thống Donald Trump là một tên hề trong Tòa Bạch Cung, nhưng chưa ai theo được một việc làm tốt của ông hề này. Rồi lần đầu tiên một ông Tổng thống mà Đảng Dân Chủ gọi là tên hề làm cho thế giới an bình. Ông hề trong Nhà Trắng này là một người đã đem lại hòa bình cho cộng đồng nhân loại. Ở Á Châu thì có Kim Jong-un, tức là một trong những cái tên gọi là quá khích của Bắc Hàn Cộng sản. Nay dọa hỏa tiễn bắn qua Nhật, mai dọa hỏa tiễn bắn qua Cali, bắn vào Alaska. Như Donald Trump lên làm Tổng thống chưa đầy 4 năm, lãnh tụ Cộng sản Bắc Việt đã là trở thành ngoan ngoãn, hòa hoãn như là một người con đối với một người cha. Khi mà quý vị thấy rằng lãnh tụ Đảng Cộng sản Bắc Việt đã từng bước qua bên vĩ tuyến 38 ở bản Muôn Điếm để được hầu chuyện Tổng thống Donald Trump, ông là một người Tổng thống đầu tiên mà ra lệnh cho Bắc Hàn phải đến gặp, không thèm báo trước. Đây là một điều làm cái tật tai vào chế độ của Tập Cận Bình. Đó. Rồi Đảng Dân Chủ gọi ông Donald Trump là một tên hề trong Tòa Bạch Cung đã vạch cho chúng ta thấy tình trạng tham nhũng sâu rộng, phổ biến, lâu đời trong ngành FBI, trong ngành CIA, trong ngành NSA và các đảng Cộng Hòa cũng như Dân Chủ. Vì thế cho nên ông đã sa thải những cái tên giám đốc về tình báo về FBI như James Comey, như tên McKay, như tên Peter Strzok của FBI và của CIA,
Giờ này có một nguồn tin cho biết là ông sắp sửa sa thải cái tên nữ giám đốc CIA, đó là Gina Hesper. Ông là một người chủ trương tát cho cạn cái đầm lầy của thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Rồi phe Dân Chủ gọi một người hề trong tòa Bạch Cung, ông hề trong tòa Bạch Cung Donald Trump, theo lời của Đảng Dân Chủ, đã xoay chuyển khối NATO và họ bắt buộc phải trả cái phần chi phí nuôi 50.000 quân Hoa Kỳ ở châu Âu, đặc biệt là ở Đức. Điều này cũng chưa bao giờ có một tổng thống nào của nước Mỹ trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Dân chúng Mỹ vẫn phải e cổ đi làm lấy tiền đóng thuế nuôi 50.000 quân của Mỹ ở Âu Châu, ở Ba Lan, ở Đức, ở Ý, để cho dân Âu Châu ăn chơi phè phẫn và làm giàu. Đấy là một con người siêu nhân. Rồi Đảng Dân Chủ gọi cái ông hề trong nhà, trong cái tòa Bạch Cung, là một người đã làm cho Tập Cẩm Bình xính bính, nếu không muốn nói là tan tành ra mây khói. Vì suốt 40 năm nay, các tổng thống của Hoa Kỳ tiếp tay nuôi Cộng sản, Tàu Cộng. Lý do là vì các anh chính trị gia ngây thơ, Đảng Cộng Hòa cũng như Dân Chủ nói rằng nếu như Tập Cẩm Bình hay là Mao Trạch Đông mà nó trở nên no, giàu, mạnh thì nó sẽ bỏ Cộng sản. Nhưng mà sự thực thì nó lại càng bành trướng và nó đem chiếm đất của Liên bang, đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nó lập thêm ra một cái huyện Tam Sa để cho nó tiêu diệt dân Á Châu. Rồi Mã Lai, rồi Indo đều bị chúng nó bóp nghẹt do cái sự giàu có của Tập Cẩm Bình mà do nước Mỹ nuôi nắng. Ông Donald Trump đã tiêu diệt Tàu Cộng Tập Cẩm Bình bằng cách đánh thuế 25% trên 700 tỷ hàng hóa mỗi năm trong suốt 4 năm qua. Ông Donald Trump đã tiêu diệt Cộng sản bằng cách ra diễn đàn thế giới nói rằng mọi người cần phải hợp tác để tiêu diệt Cộng sản, vì nơi nào có Cộng sản là nơi đó là cái sự khốn nạn cho con người. Và ông đã thành công. Cho nên bây giờ Tàu Cộng đang dậy chết. Rồi Đảng Dân Chủ còn nói Tổng thống Donald Trump là một tên hề vì ông là một người làm ăn nói tiền hậu bất nhất. Đó. Và vẫn thua Tàu Cộng. Nhưng sự thực là khác. Tổng thống Donald Trump nếu như thời Bill Clinton, thời George H. Bush, rồi George W. Bush, rồi thời Obama đem hàng ngàn công nhân công ty của Mỹ qua bên tàu để sản xuất hàng hóa, làm giàu cho tàu bao nhiêu, thì Donald Trump đã ra lệnh di chuyển hết các công ty đó về lại Mỹ bằng những cái chương trình khuyến mãi, chương trình thuế đặc biệt và chương trình nâng đỡ cho các công ty trở về Hoa Kỳ, tạo ra hàng chục triệu công ăn việc làm cho người dân Mỹ quốc. Rồi nói là một hề trong tòa Bạch Cung, nhưng mà chưa có một ông tổng thống nào trong vòng chưa đầy 3 năm đã đề cử được 200 thẩm phán liên bang của Hoa Kỳ và được 3 ông bà thẩm phán tối cao pháp viện, đó là ông Gorsuch, đó là ông Kavanaugh và đó là bà Barrett. Đây là một thành công lần đầu tiên trong lịch sử của tổng thống Hoa Kỳ. Rồi cũng Tổng thống Donald Trump mà Đảng Dân Chủ gọi là tên hề đó đã gia hạn, đã bớt thuế cho các công nhân của Hoa Kỳ giới trung lưu từ 12.500 đô lên đến 24.400 đô cho những cặp vợ chồng khai thuế chung và làm cho thị trường chứng khoán tăng lên đến 30.000 điểm. Đó, so với cái thời Obama chỉ 18-19.000 điểm. Rồi con dịch Vũ Hán vừa rồi có lúc đã làm cho gọi là tầng thị trường Dow Jones của Mỹ rớt xuống chỉ còn có đến 18.000 điểm. Như hôm nay, quý vị thấy sáng nay ông Đại Úy Lộc điện thoại cho Dương Đại Hải nói rằng giáo sư, thị trường chứng khoán của chúng ta đang trở lại 30.000 với con số trên 29.800. Và một vài ngày nữa tôi đã thưa với quý vị, thị trường chứng khoán sau khi Tổng thống Donald Trump thắng cử sẽ lên đến 40.000 chứ không phải là 30.000, và vàng sẽ lên đến 2.500 trở lên trong những tháng ngày sắp tới.
bởi vì thế giới chỉ tin tưởng vào Donald Trump. Rồi có lắm người bảo, ô giáo sư, trong mấy ngày vừa qua khi mà nghe nói rằng là thị trường chứng khoán gia tăng vì tin ông Joe Biden được làm tổng thống tự phong của truyền thông báo chí. Sự thực là không phải thế. Ngay cái đêm mùng 3 tháng Giêng 11 vừa rồi, Tổng thống Donald Trump đã được số điểm dẫn đầu trên 700.000 điểm so với Joe Biden. Thì sáng hôm sau, thứ tư, thị trường chứng khoán đã lên đến 27.000 trở lại. Quý vị nhớ không? Giờ lại coi đi. Và từ đó cứ lên đều đều. Không phải là vì Joe Biden, mà chính là vì Donald Trump. Và bây giờ Donald Trump tuyên bố một câu rõ rệt: tôi sẽ chiến thắng. Phó Tổng thống Mike Pence cũng tuyên bố Donald Trump sẽ chiến đấu tới cùng. Cho nên cái niềm tin của giới đầu tư trên thế giới, họ ồ ạt đổ bạc đổ vàng vào đất nước Mỹ. Trong khi thị trường của tổ cộng, từ Huawei cho đến Alibaba cho đến GTE đều sập tiệm và mất đi niềm tin. Nhất là Tổng thống Donald Trump trong mấy ngày vừa qua ký thêm sắc lệnh cấm các công ty Hoa Kỳ làm ăn với 31 công ty của tổ cộng vì nó lưu manh, nó lấy tiền đầu tư của Mỹ và nó về phát triển quân sự của tổ cộng để nó đánh lại Hoa Kỳ. Vì vậy cho nên Donald Trump đã ra một cái sắc lệnh tình trạng khẩn trương quốc gia Hoa Kỳ cách đây 2 ngày. Từ đó cái thị trường chứng khoán còn gia tăng và niềm tin của thế giới càng ngày càng mạnh đối với chính sách của Hoa Kỳ với sự lãnh đạo của Donald Trump. Kính thưa quý vị, chúng tôi lại một lần nữa xin dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.